Dạ. Anh đi xếp nhà bên này xem. Dạ anh nhầm luôn này. Ui vắng thế này làm gì có ai không? Đây thì chắc không đắt. Xây cho này thì mà ở không trả tiền thôi chứ không sao đâu, phải xây. Mình đến đây thăm phố cổ mà. Đang đi bộ gì.